TT Decor vừa giới thiệu nhà mẫu với đầy đủ thiết bị đáp ứng mọi công năng tại khu đô thị Vạn Phúc Riverside. Đây sẽ là một địa điểm tham khảo cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về nội thất, đồng thời góp phần kích cầu thị trường. Nhà mẫu TT Decor định hướng là một căn hộ kiểu mẫu dành cho ba thế hệ, được cá nhân hóa từng không gian cho mỗi thành viên, tạo cảm giác thoải mái, không gò bó, rập khuôn nhưng vẫn giữ được tinh thần sang trọng, đẳng cấp của tổng thể công trình. TT Decor đã chính thức ra mắt nhà mẫu này tại khu đô thị Vạn Phúc Riverside, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. TT Decor cũng mong muốn là đồng hành cùng chủ đầu tư để cung cấp cho khách hàng thêm một sự lựa chọn để giúp cho các sản phẩm của chủ đầu tư tập đoàn Đại Phúc đã mang đến cho khách hàng một căn nhà tốt, thì TT Decor sẽ thêm vào đó là một cái giải pháp nội thất tốt. Nhu cầu trong cái sinh hoạt cuộc sống gia đình, đặc biệt là thiết kế, thì đó là một trong những cái nhu cầu rất lớn trong thời gian hiện tại và sắp tới. Đơn vị hiện đang áp dụng ưu đãi 30% chi phí thiết kế và 5% giá trị hợp đồng thi công. Được thành lập từ năm 2009, với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng gần 1.000 dự án đã và đang thực hiện, TT Decor đã trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn bất động sản lớn.